Mỗi buổi sáng thức dậy, điều làm tôi băn khoăn nhất, đó chính là nghề nghiệp và công việc mà tôi đang làm. Tôi luôn tự hỏi là tôi có yêu thích nó hay không? Mỗi người sinh ra đều có tố chất riêng để tương xứng với công việc của mình. Nhiều người nghĩ rằng họ chọn công việc mà họ thấy phù hợp và yêu thích. Nhưng thật sự là công việc chọn họ. Cái giây phút tôi cảm thấy thăng hoa nhất trong nghề nghiệp, đó chính là đợi chờ và chứng kiến những giây phút cuối cùng trước khi con người bị giết. Vì không có gì là đúng hay sai tuyệt đối, cho nên tất cả chỉ là góc độ nhìn nhận và đánh giá chủ quan của mỗi cá nhân đối với một sự việc xảy ra. Nên đừng đánh giá người khác ác hay không ác qua gì họ làm. Nếu thiếu kẻ ác thì không có câu chuyện. Và nếu như không có kẻ ác để định nghĩa anh hùng, sẽ không có anh hùng. Có lẽ câu hỏi khó trả lời nhất là câu hỏi về việc ai đúng, ai sai, ai thiện, ai ác. Không có gì sai khi một người nói về niềm vui hay tỏ ra phấn khích tột độ khi diễn tả về công việc của mình. Tôi không phủ nhận niềm khao khát riêng, những tội lỗi của tôi chống lại những kẻ phạm tội. Nếu trong một xã hội như vậy, các người có chắc là mình hoàn toàn vô tội? Chúng ta đều thấy những tội lỗi chết người trong từng góc phố, trong từng căn nhà. Nhưng chúng ta cứ lờ chúng đi, xem như không có việc gì, hoặc những việc đó không liên quan gì đến ta. Ta lờ nó đi cho một vẻ đơn giản. Nó đã quá phổ biến rồi, nó quá bình thường. Ta lờ nó vào buổi sáng, trưa và tối. Cho nên đừng bắt tôi phải tiếc thương những đứa mà tôi đã xử, vì chúng nó đều có tội cả. Cuối cùng, tôi không rõ là việc tôi làm đúng hay sai, nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn. Thiên đường không bao giờ chào đón tôi.